Trước chúng ta đã học đến thiết kế hoàn chỉnh thân trước, thân sau và chiết. Hôm nay ta sẽ học tiếp thiết kế các chi tiết còn lại, gồm có gì nhỉ? Tay, nẹp, cầu vai, măng xét và cổ. Đây là bảng thông số. Dài tay đâu nhỉ? Đây size M đây, 34 đây. Dài tay cả măng xét là 60. Măng xét là 60. Đây là cả măng xét đấy, mà măng xét dài bao nhiêu đây? Rộng bao nhiêu đây? 6,5. 60 thì 6,5 còn 53,5. Vậy chúng ta gì? Dài ra thôi. Bảo lệnh gì? Length straight line cho F3 trừ ra bằng 53,5. Đấy. Được chưa? Tiếp tục hạ măng tay nào. Các bạn lưu ý này, áo nữ thì rộng bắp tay nó rất nhỏ. Đây là các bạn nhìn này, bắp tay nó có 33. Đấy, để chúng ta sẽ hạ măng tay bằng bao nhiêu? Các bạn lấy trung bình cho tôi từ 14,5 phân. Đây là áo nữ. Trong trường hợp này tôi lấy tầm 15, tôi chọn hẳn 15 đi. Ok, tôi lấy 15 phân. Hạ măng tay, rộng bắp tay đi bằng bao nhiêu? Trace giữ ship, tạo đường vuông góc. Và rộng bắp tay đây là bằng 33 chia 2 bằng 16,5. Chưa? Tiếp tục rộng cửa tay. Các bạn ý đi rộng cửa tay nào. Áo này chúng ta không có ly ở tay đâu nhá. Đây các bạn ý này, chúng ta không có ly tay. Đấy. Chỉ có thấp tay chữ Y đây, và thấp tay chữ Y này là 2 phân. Vậy chúng ta áp dụng công thức giống như áo. Rộng cửa tay giống sơ mi nam đó, rộng cửa tay bằng dài măng xét cộng ly nếu có, nhưng đây thì không có ly thôi, trừ đi giao thép tay to. Giao thép tay to ở đấy chúng ta sẽ có 2 phân và chúng ta sẽ may lấn nó vào 1 phân rồi, đừng bổ của mang trước à, mang tay to ấy thì chúng ta bị dư 1 phân ra, vậy chúng ta sẽ trừ đi thôi. Trong khi đó chúng ta gì trừ 1 đi, vậy là 24 trừ 1 còn 23. 23 23 mà chia 2 bằng 11,5, vậy chúng ta sẽ xong, đơn giản thôi. Các bạn nếu cứ bằng mang xét trừ đi giao thấp tay thôi vì nó không có ly. 13,5 xong. Và ta nối đi bè chia nối đây đúng không, và đánh hơi cong một chút được. Nếu display handle ta cho không có rộng bắp tay, mà không có rộng khuỷu tay, ta đánh hơi cong một chút. Tiếp tục display handle giấu bớt đi. Bây giờ ta gì chia D đi. Ta có thể dùng bị O tối thử thẳng lên đây. Đấy. Và ta có thể giấu bớt đường đi bằng lệnh G. Đấy, để ta copy lên cái đường mà giới hạn đầu tay vừa ta lấy bằng 15 đấy. 15. Chính nó, và khác với áo nam, áo nữ ta sẽ chia cái đầu tay này thành 4 đoạn bằng nhau. Nhá. Vì sao chúng ta sẽ lượn đường sân lách này nó rất là sâu so với áo nam, để nó được tương đồng dáng với nách, tại vì nách cho áo nữ thường rất sâu. Tiếp tục ta lấy 1/3 từ phần 3 trên này này. Đấy, bậc điểm thứ ba đầu tiên, 1 2 3 điểm đúng không? Điểm thứ nhất ta lấy lên đây khoảng 2,5. Điểm thứ hai các bạn lấy trace giữ ship lấy cho tôi khoảng phần 2. 1,25 đi. Một nửa nó. Và điểm thứ ba này ta sẽ lấy về phía này khoảng 0,6 0,7 gì đó. Đúng không? Tầm đấy. Để ta lượn này, à, qua sau 6 này lượn qua đây, đấy, nó rất sâu. Bezier vẽ đây. Đấy, xong. Đấy là cái dáng chung đã. Còn bây giờ ta gì? Thêm điểm vào để chúng ta gì? Chỉnh dáng. Đấy. Đấy, chúng ta cứ chỉnh sao nó trơn, còn nó mà không qua được cái điểm các điểm mà chúng ta đã dựng sẵn thì cũng không sao, vì nó lệch một chút cũng không sao cả, không có cái nào yêu cầu bắt buộc chúng ta phải tuyệt đối chính xác vào cái điểm đấy. Xong, vậy chúng ta đã xong gì?
Đấy, cái đường này tương đối sâu để nó gì, nó sẽ may cùng với cái nách của thân, nách vì nách của áo ra nữ rất là sâu. Hạ mang tay cao nên đầu tay nó trông rất là cao đúng không? Tiếp ta copy xuống 0,6 đi, 0,6 0,7 được. Control em chúng ta dùng bezier cho nhanh này, bezier này nối từ đây. Display chọn handle, những lệnh này chúng ta học rồi, mình tôi nói nhanh thôi. Đó, chúng ta xong. Tay an không để hiển thị lên. Bây giờ chúng ta sẽ khớp này, các bạn ý này, chúng ta sẽ khớp luôn tất cả các đường. Thứ nhất chúng ta sẽ khớp ngang cổ trước và cổ sau. Ta có sim exit, chọn điểm đầu điểm cuối làm trục đúng không? Cái này học rồi mà. Màu đối xứng để kiểm tra cái độ gì, độ trơn của cổ đủ thông số rồi, nên chúng ta lưu ý là chúng ta không chỉnh nhiều để nó bị ảnh hưởng đến thông số. Ta có thể chỉnh đi một chút không đáng kể đúng không? Delete, mở lại, kiểm tra bao được thì thôi. Ok, trơn rồi. Tiếp tục ta kiểm tra đối xứng qua đường ngang cổ này. Đây, đường gập vai đây. Và ta mở thân trước sang bên kia để kiểm tra, và nách trước sang bên kia, tay trước sang bên kia. Đấy, thì kiểm tra luôn một hèo. Ta delete những cái đường ta vừa mở đi để tránh nó bị nhầm. Xong, bây giờ ta kiểm tra. Đấy, cổ này chúng ta tương đối là trơn rồi đấy. Đấy, ok, trơn. Nách đâu? Nách trơn chưa? Nách đây, vai đây, cho đây chút này. Các bạn nào mà nhìn không quen thì có thể là lúc chúng ta thiết kế cái đầu vai xong ta kiểm tra luôn, chứ đừng để lúc bây giờ nó có tay rồi ta mới kiểm tra thì nó sẽ gì, sẽ khó nhìn thôi. Xong, delete. Vậy chúng ta gì, xong và mở lại, ta để nguyên tay đấy để khi ta bóc. Xong và ta kiểm tra gầm nách nữa, gầm nách đây ta vào sim, ta lại chọn đúng đường, nhớ là cái đường này là đường chắp sườn nhé, chứ không phải là đường gập đâu, đường dựng khung đâu. Xong ta kiểm tra xem. Đấy, nách gầm nách của ta như này là tương đối rồi. Xong ta mở lại, delete. Vậy ta đã xong. Display handle, tiếp tục xong. Các bạn lưu ý này, khi chúng ta lắp cái chỗ này này thì hạn chế chúng ta gì, display handle resharp, ta cho hai này gần như trùng nhau đoạn này này, đoạn cuối này. Tại sao biết không? Nếu không thì các bạn làm một tí ta chấp vào đây nó bị gãy chỗ này ngay đúng không? Nó phải gần như là vuông góc chỗ này trùng nhau, để tí ta bổ ra nó không bị gì, bóp chết vào nó không bị, không ta chấp vào đây nó bị gãy chỗ này ngay, nếu như các bạn mà để nó phình chết ra. Ok, xong. Bây giờ tiếp tục gì? Ta biến hai điểm thành một đi. Các điểm này, delete display handle. Để ta biến hai điểm thành một đi. Đấy, xong chúng ta sẽ bóc tách từng chi tiết ra. Nào, bây giờ ta copy Ctrl C. Ta copy ra vài cái làm gì, bóc đâu ta xóa đấy, xóa những chi tiết mà không đặt, tránh trường hợp nó bóc nhầm đường đó. Đây ta bóc thân trước thì xóa hết cả chiếc thân trước đi, bao chuột toàn bộ chi tiết và ta dùng O nhớ nhé, ta muốn có đường nội vi thì ta phải bao chuột. Xong vậy ta có thân trước, tương tự như vậy ta xóa hết thân trước và tay để bóc thân sau đỡ trùng nhau.
Cẩn thận xóa nhầm đường nhá. Rồi ta lại bao chuột toàn bộ. Đấy, o cứ lần lượt vào đây, bao giờ kín thì thôi, nhớ đừng sót cái nào nhé. Phải chuột Z thì xóa đi. Tiếp tục ta gì, xóa tất cả thân chương sau đi, để mỗi gì thôi, mỗi tay thôi. Ok, o xong. Vậy ta có thân trước, thân sau, tay. Ta vào F2, ta dùng rotation ấy, chụp frame là nghĩa là xoay chi tiết theo hai điểm lựa chọn, đúng không? Là trục x ấy, hai điểm này ta xoay hai điểm này theo trục x, chọn điểm đầu, điểm này, vậy là theo trục x thẳng hàng luôn. Vậy chúng ta đã xong thân trước, thân sau và tay. Ta có thể bỏ bớt đường này đi. Đấy, bỏ bớt đi, nhưng các bạn lưu ý ta vẫn phải có dấu bấm ở sườn. Đấy, vị trí eo nữa. Đấy, nó phải có ở đây. Ok. Tiếp tục. Bây giờ đi gì? CP F3 ta vào attack hay là section này. Miễn là vuông thành nhân. Bây giờ ta khớp xong hết rồi.